قبل الطعام قبل الشراب نسمي نقول بسم الله. Trước khi chúng ta ăn hay là chúng ta uống thì chúng ta hãy đọc بسم الله. إذا نسيت أن أقول قبل الطعام بسم الله متى تذكرت أقول ولو في وسط الطعام نعم أقول بسم الله أوله وآخره. Và nếu như chúng ta quên trước khi và nếu chúng ta quên khi mà chúng ta ăn đấy thì khi là bất kỳ lúc nào chúng ta nhớ lại cái điều đó thì chúng ta hãy đọc vào lúc đó بسم الله. نعم إذا انتهيت من الطعام فرغت أحمد الله سبحانه وتعالى. Và khi chúng ta đã ăn uống xong thì chúng ta hãy tạ ơn Allah bằng câu Alhamdulillah. أشرب بيد اليمنى وآكل بيد اليمنى. Và hãy ăn và hãy uống bằng tay phải. الأكل والشرب بالشمال كبيرة من كبائر الذنوب. Và cái việc mà chúng ta ăn uống bằng tay trái thì nó là một trong những điều trọng tội. لا يمكن أن أعيب الطعام أن أقول هذا الطعام ليس جيد هذا الطعام كذا لا إما أن أكل أو أترك لا أتكلم عن الطعام هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Và đừng bao giờ nói thức ăn này không tốt thức ăn này không ngon hoặc là chúng ta ăn hoặc là chúng ta đừng ăn. أكل مما يليني لا يمكن أن أتعدى هكذا في الطعام. Và chúng ta hãy ăn theo trình tự theo thứ tự của nó chứ đừng có ăn một cách bừa bãi. نعم.